Mình là MC Hiển Minh. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và xin chào các bạn. Lâu quá thì Hiển Minh mới ngồi trước ống kính và nói chuyện với các bạn ha. Thông cảm xíu là tóc tai của mình nó hơi dày các bạn. Hôm rày thì do dịch Covid cho nên là tình hình giãn cách mình không thể đi hớt tóc được. Và mới vừa hôm mấy ngày trước thôi là đã hết giãn cách rồi các bạn. Hiển Minh có thể từ từ để Hiển Minh cạo râu ok. Thì mới vừa vài hôm trước thôi, Sài Gòn đã trở lại như cũ các bạn ạ. Và ngày mai Hiển Minh sẽ đi hớt tóc và tóc sẽ trở nên gọn gàng hơn trước ống kính cho các bạn ha. Wow. Và hôm nay Hiển Minh sẽ nói về 5 điều cốt lõi của cuộc sống của chúng ta. Đó chính là sức khỏe, gia đình, công việc, bạn bè và tình yêu. Và trước khi bắt đầu thì các bạn có thể vui lòng kéo xuống tặng cho mình một nút like được không ạ? Tại vì khi bấm like thì kênh YouTube của mình nó mới undersuit các bạn ạ. Nó undersuit cho nhiều người coi. Đấy, thế nên là mình rất mong là các bạn cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hiển Minh nhìn like, Hiển Minh vui lắm các bạn ạ. Khi mà mình biết được mục tiêu rõ ràng của mình trong năm cái này thì các bạn sẽ trở nên vô cùng thú vị. Thì không biết các bạn sao, nhưng mà ở góc nhìn của Hiển Minh thì Hiển Minh xin chia sẻ trước ha. Về cái đầu tiên, đó chính là về sức khỏe. Thì sức khỏe, Hiển Minh luôn mong muốn là chúng ta Hiển Minh luôn mong muốn là Hiển Minh có được một cơ bắp vô cùng là săn chắc cùng với một cái body vô cùng đẹp. Thì với cái sức khỏe như thế này, Hiển Minh có thể làm người mẫu ảnh này chẳng hạn, hoặc là có thể làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu về thể thao kim chẳng hạn, hoặc là nếu Hiển Minh có kinh doanh một cái món đồ ăn gì đó, Hiển Minh có đủ kiến thức về đồ ăn để mà chia sẻ cho các bạn. Và các bạn nên để ý đi, người nào người ta có một cái body đẹp, người ta nói nó vẫn thu hút hơn là người không có body, đúng không ạ? Này là điều hiển nhiên rồi quý vị. Đó thì đó là cái điều đầu tiên mà Hiển Minh luôn mong muốn, đó là Hiển Minh có một cái body vô cùng là săn chắc và đẹp đẽ. Trong tương lai Hiển Minh muốn là cơ mình dữ dằn hơn xíu. Đó là sức khỏe thì khá là basic thôi. Tiếp theo đó chính là tới gia đình. Hiển Minh mong muốn là mình sẽ có một chiếc vlog về sự gắn kết mình với những người trong gia đình của mình. Chẳng hạn như là mình sẽ làm những chuyện mà mình chưa hề làm với gia đình của mình. Thì cái này chắc có lẽ là mình sẽ làm ở trong tương lai, là mình sẽ về quê vào dịp Tết và mình sẽ quay cho các bạn xem những chuyện mà mình chưa hề làm với gia đình của mình. Đó là mục tiêu ngắn hạn của mình sắp tới về gia đình nha các bạn. Hai cái rồi, giờ cái thứ ba đó chính là sự nghiệp. Sự nghiệp thì trong tương lai ngắn hạn thì Hiển Minh mong muốn là Hiển Minh có được một nghề cụ thể, như một cái mức lương ổn định đều, như là MC, về MC. Khi mà đều, ví dụ ở thời sinh viên đẹp nhất, theo Hiển Minh nha, đẹp nhất là một tháng thì chúng ta thu nhập cỡ 15 triệu là ok rồi. Để mà còn thời gian khác mình đi học, đi làm này kia để mà tiết thêm kinh nghiệm. Đâu, thời sinh viên chúng ta không nên giàu sớm các bạn ạ. Giàu sớm chúng ta sẽ bị hình thành một cái thói quen, đó chính là mình nghĩ là mình giỏi rồi, mình ngon rồi, mình không cần học này kia nữa. Thì Hiển Minh luôn luôn hiểu cái điều đó, thế nên là Hiển Minh chưa có tập trung vào cái việc làm ra kiếm ra tiền nhiều quá. Tập trung vào cái chuyện học chứ các bạn. Đấy, khi mà chúng ta tạo đủ cái liên kết mạnh mẽ rồi thì chúng ta sẽ vững chắc hơn trong nghề nghiệp. Chính xác, đó là quan điểm của Hiển Minh. Ở góc nhìn của Hiển Minh thấy như vậy là ok. Đó, thì Hiển Minh có một cái câu. Và khi mà chúng ta đã có một cái mức lương ổn định, chúng ta có một vị trí trong nghề rồi á, cái lời nói của chúng ta nói ra nó sẽ ok la hơn, người ta sẽ nghe mình hơn. Và có một câu chuyện mà Hiển Minh muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là Có một lần Hiển Minh đi về quê các bạn. Thì trên con đường về quê á, Hiển Minh nhìn ra ngoài bầu trời, Hiển Minh thấy là ủa, tại sao bầu trời lại có một con cò thôi vậy ta? Một lúc buổi chiều nha. Thì cái ông chú ngồi kế bên Hiển Minh nó mới nói là con, tại sao dạo gần đây chú thấy ít cò quá? Hồi trước mình thường hay có cái kiểu cò đi học về đẹp lắm con, không hiểu sao nữa. Cái Hiển Minh mới nói là dạ,
con cũng biết sao nó kỳ quá vậy ta. Cái chú mới nói là biết sao nữa, mà con có công nhận không, ta nói thịt cò nó ngon dã man. Tôi kiểu trời ơi trời ơi, trời đất quỷ thần, trời ơi trời, nhờ những bàn tay sạch sẽ đẹp đẽ như chú nên những con cò nó mới không sống nổi đó chú à. Một cái bàn tay sạch sẽ đẹp đẽ là một cái bàn tay kéo xuống bấm nút like cho Hiển Vinh. Tôi hơi chờ trễ xíu nhưng mà quý vị, nhưng mà phải công nhận một điều đi ạ. Chính vì những người như chú cho nên là cò nó mới không sống nổi. Chúng ta phải trân trọng nó thì nó mới sống nổi chứ, thấy không? Đi ra bên nước ngoài các bạn, ra bên nước ngoài thì mình muốn thấy được con vật này kia thì đi vào sẽ thú rồi chúng mình thấy được rồi. Còn về Việt Nam, vô nhà hàng mở menu ra con gì cũng có. thế nên là qua một câu chuyện ngắn đó thôi, có những cái thông điệp muốn nhắn gửi đến cho các bạn rồi ha. Thì khi mà mình có một cái sự vững chãi ở trong người thì mình sẽ wow, mình sẽ có tiếng nói hơn và mình nói người ta nghe, người ta tin mình hơn. Yeah, Hiển Vinh tin là như vậy. What's up? Đó là về sự nghiệp thì Hiển Vinh mong muốn là mình là một MC mang, Hiển Vinh không mong là mình giàu, Hiển Vinh mong là tổ chứng cho Hiển Vinh để Hiển Vinh mang đến những tiếng cười, những giá trị đến cho tất cả các bạn. Hiển Vinh muốn là người connect tất cả những tác phẩm cũng như là sản phẩm văn nghệ lại với nhau một cách gắn chắc cũng như là một cách gọi là tuyệt vời nhất để mang đến những tác phẩm vô cùng hay ho cho quý vị khán giả. Nghĩ thôi mà cảm thấy thích rồi các bạn ơi, nói nghe tôi thích muốn chết luôn vậy đó. Còn về phần bạn bè thì Hiển Vinh không cần mong gì nhiều các bạn. Về phần bè á thì có bao nhiêu cũng được, bè đông gấp mấy cũng được. Nhưng còn riêng về phần bạn nha, bạn thì Hiển Vinh chỉ cần 2 người bạn thôi. Đấy, một nhóm 3 người, 3 người thôi, không hề có vụ tách mẻ hay là gì hết. Thì về 3 người bạn này, Hiển Vinh thường hay suy nghĩ là trời, một nhóm 3 người giỏi 3 mảng khác nhau thì nó sẽ tuyệt vời như thế nào các bạn. Ví dụ như Hiển Vinh thì Hiển Vinh tự tin là Hiển Vinh giỏi về kỹ năng mềm, một thằng còn lại thì giỏi về kỹ năng cứng, thằng còn lại thì giỏi về thể thao, kiểu võ thuật này kia đó. Này thì giỏi hacker, không phải hacker mà ý là kiểu công nghệ thông tin. Đấy là loại vậy. Thì mình là một người giỏi connect thì mình sẽ connect 2 bạn này với nhau cùng chung với một nhóm 3 người. Đấy. Thì và những cái đức tính cốt lõi để mà tạo nên một cái nhóm, để mà có được 2 người bạn như thế này á, thì đó chính là đức tính không phản bội bạn bè. 2 là luôn nói điểm mình không thích ra của đối phương. 3 là cần là có. 4 điều đặc biệt đó chính là nói xấu trước mặt nhưng nói tốt sau lưng. Cái này đặc biệt Hiển Vinh cực kỳ thích tips bạn như thế này nha các bạn. 5 không đi theo số đông. Dạ, thì bạn bè thì của Hiển Vinh mong basic như vậy thôi, cũng không cần gì nhiều nha các bạn. Còn về mà 5 cái cuối cùng á là tình yêu. Hiển Vinh thích lá máy bay, thích học hỏi. Hiển Vinh trân trọng tri thức cho nên là Hiển Vinh rất thích quen những người mà người ta có cái suy nghĩ lớn. Và bật mí cho các bạn một tí là gu của Hiển Vinh là phụ nữ ít nói và kiểu người ta slow down cuộc sống, người ta chậm và người ta tinh tế trong từng phút giây. Dạ, yeah. Và người ta đủ cái độ sâu sắc để mà hiểu được cái tình yêu mà Hiển Vinh dành tặng cho người ta. Cá nhân của Hiển Vinh thấy thì tình yêu nó đẹp lắm các bạn à. Thiệt sự, các bạn có thể, well, mình biết là cái tuổi trẻ này của các bạn rất là nhiều cám dỗ cũng như là rất là nhiều cái gọi là nó nhiều thú vui bên ngoài, các bạn sẽ bị cuốn theo nó. Dạ, yeah. Thì mong góc nhìn của Hiển Vinh muốn chia sẻ với các bạn là Hiển Vinh mong là ok, các bạn muốn chơi cũng được, các bạn thích one night stand or friend with benefit hay là như thế nào cũng được, miễn là khi bắt đầu tình yêu thì các bạn giữ sự trong trắng tình yêu đi các bạn. Tình yêu nó đẹp lắm, thiệt sự Hiển Vinh tin vào điều đó, tình yêu đẹp lắm luôn á. Và well, mong là nó sẽ diễn ra một cách chậm rãi từ từ. Tại vì cái gì diễn ra nhanh thì nó cũng đi nhanh thôi.
Hiếu Minh thấy được một cái nhược điểm trong chuyện tình yêu của những người mà có máu nghệ sĩ bên trong người á. Ok, họ rất là thu hút. Những người mà nghệ sĩ, người ta rất là thu hút, người ta rất là nhiều cái gọi là thú vị để mà hấp dẫn người bạn khác giới. Người ta có thể tán tỉnh một người trong vòng một ngày, các bạn tin không? Có thể tán tỉnh một người khác giới trong vòng một ngày. Wow. Và cái điều đó đồng thời nó làm cho cái gọi là tạo ra một cái nhược điểm là người ta sẽ yeah. Thì nó có một cái cốt tủy ở chỗ này á, là thay vì để cho cái người nghệ sĩ này người ta bị bay bướm đi á, thì cái chỗ đầu đó nó phải vững chắc thì người ta sẽ không bay được. Các bạn hiểu ha. Yeah. Yeah. Hiển Vinh tin là tình yêu nó đẹp lắm các bạn. À, ok. Mục tiêu trong tương lai. Ok, đó là những cái gọi là mình sẽ những cái mà mình thích thôi. Nó như kiểu là một cái gu suy nghĩ ra nói cho nó vui vậy thôi. Còn mục tiêu mình làm như thế nào để đạt được nó mới là cái quan trọng các bạn. Thì Hiển Vinh sắp tới là hết dịch, Hiển Vinh sẽ tham gia nhiều các hoạt động hơn để tìm ra một người người ta làm cho để tìm ra một người mà Hiển Vinh cảm thấy là mình thích nói chuyện với người đó, mình thích cái sự gắn kết với người đó, mình thích cái sự tri thức, cái sự ấm áp của người này và mình muốn gắn bó lâu dài với người này, thì mình sẽ bắt đầu chuyện tình yêu thôi. Tuổi trẻ mà các bạn, tuổi trẻ thì mới đầu thì nó khá là thích ba cái chuyện tình yêu trai gái này kia. Em yêu bình thường là những cái tâm tư mình muốn chia sẻ với các bạn sương sương vậy thôi. Các bạn có thể chia sẻ những cái điều mà các bạn suy nghĩ xuống dưới cùng Hiển Vinh được không ạ? Hiển Vinh hứa là Hiển Vinh sẽ rep tất cả các bạn. Hiển Vinh sẽ lắng nghe hết tất cả những suy nghĩ của các bạn ở dưới phần comment. Yeah. Bởi vì chúng ta đang ở một chặng đường xin được đồng hành và phát triển cùng nhau. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.